Chào mừng quý vị đang đến với một điểm tin giáo hội Hoàn Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Đã có bốn giáo phận Việt Nam cho dân lễ trở lại. Đức Thánh Cha soạn kinh cầu nguyện với Đức Mẹ trong cơn đại dịch và mời gọi mọi người đọc kinh Mân Côi trong tháng 5 phỏng vấn Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam về đại dịch COVID-19. Tin giáo hội Việt Nam Đã có bốn giáo phận Việt Nam cho dân lễ trở lại. Như chúng ta biết, thời hạn cách ly toàn xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã chấm dứt vào ngày 23 tháng 4. Cùng với những hướng dẫn tiếp tục của các cơ quan hữu trách và những cách thức phòng chống dịch bệnh phù hợp, đã có 4 giáo phận tại Việt Nam cho phép dân lễ trở lại. Đó là giáo phận Hà Tĩnh, giáo phận Mỹ Tho, giáo phận Vinh và giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Trong thông cáo hôm 23 tháng 4 vừa qua, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Thái Hợp giám mục giám phận Hà Tĩnh chỉ dẫn các linh mục trong giáo phận. Các cha tái lập việc dân thánh lễ hàng ngày, nhưng nên chia nhỏ số lượng người tham dự như dân lễ riêng cho từng giới, từng giáo hạt, đặc biệt là các chúa nhật lễ trọng. Cẩn thận áp dụng các biện pháp phòng ngừa mà các cơ quan chuyên môn khuyến cáo, tạo không gian thoáng đảng nhất có thể khi cử hành thánh lễ. Cần rửa tay sát khuẩn trước và sau khi dân lễ. Giáo dân cần đeo khẩu trang khi tham dự thánh lễ tại giáo phận Mỹ Tho, văn phòng tòa giáo mục thông báo như sau. Từ thứ Bảy ngày 25 tháng 4 năm 2020, các giáo sứ trong giáo phận tiếp tục cử hành thánh lễ Chúa Nhật và các ngày trong tuần như thường lệ với các lưu ý như sau. Số người tham dự thánh lễ tùy vào tình hình cụ thể tại địa phương, người cao niên từ 60 tuổi trở lên, các thiếu nhi, những người có triệu chứng sốt, và ho, miễn dự lễ và không mắc tội, giữ các quy định về y tế, đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách tối thiểu với người khác, giữ gìn môi trường vệ sinh tốt. Tại giáo phận Vinh, Tòa giáo mục giáo phận Vinh thông báo, kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2020, các linh mục trong giáo phận tái cử hành thánh lễ cho giáo dân tham dự để đáp ứng nhu cầu tâm linh và lòng khao khát lãnh nhận bí tích thánh thể. Suốt gần một tháng tạm ngưng thánh lễ cộng đồng, tuy nhiên phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh. Cuối cùng, tại giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng, hôm 23 tháng 4 năm 2020, văn phòng tòa giáo mục chuyển ý đức giáo mục giáo phận. Qua thông báo số 4 này với những nội dung, giáo phận tiếp tục áp dụng phương án cách ly xã hội trong sinh hoạt tại nhà thờ thêm một tuần nữa cho đến hết ngày 30 tháng 4. Như đã thực hiện rất hiệu quả trong suốt bốn tuần vừa qua, nếu tình hình dịch bệnh vẫn ổn định hay lạc quan hơn, đúng 5 giờ, sáng ngày 1 tháng 5, toàn giáo phận chúng ta sẽ giống chuông trọng thể và cùng cử hành thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn nhau. Phụng vụ kính thánh du xe thợ và khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ. Trong niềm vui của bốn giáo phận trên, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Nhờ đó, toàn thể giáo hội Việt Nam đón nhận được niềm vui dâng lễ trở lại trong một ngày không xa. Tin Vatican Đức Thánh Cha soạn kinh cầu nguyện với Đức Mẹ trong cơn đại dịch và mời gọi mọi người đọc Kinh Mân Côi trong tháng 5. Trong thư gửi các tín hiểu nhân dịp tháng 5, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hiểu đọc Kinh Mân Côi chung tại gia đình hoặc đọc riêng để được hiệp nhất và vượt qua cơn đại dịch. Đức Thánh Cha cũng gửi đến các tín hữu hai lời kinh cầu nguyện với Đức Mẹ để đọc vào cuối buổi đọc Kinh Mân Côi. Trong thư Đức Thánh Cha đã viết anh chị em thân mến tháng năm đã gần đến tháng mà dân chúa bày tỏ tình yêu và lòng sùng kính đặc biệt của mình đối với đức trinh nữ maria đọc kinh mân côi tại nhà tại gia đình là truyền thống tháng này đây là một triều kích gia đình mà những hạn chế vì đại dịch đã buộc chúng ta đề cao giá trị của nó kể cả phương diện thiêng liêng vì vậy tôi nghĩ đến việc đề nghị tất cả mọi người khám phá lại vẻ đẹp của việc đọc kinh mân côi tại nhà vào tháng năm chúng ta có thể đọc kinh chung với nhau hoặc đọc kinh riêng anh chị em hãy chọn tùy theo hoàn cảnh đề cao cả hai hình thức này nhưng trong mọi trường hợp có một bí quyết để thực hiện đó là sự đơn giản và rất dễ tìm ngay cả trên internet các mẫu cầu nguyện tốt để làm theo thêm vào đó Tôi đề nghị với anh chị em hai kinh nguyện với Đức Mẹ mà anh chị em có thể đọc vào suốt các buổi đọc kinh mừng côi và chính tôi sẽ đọc trong tháng năm này. Hiệp nhất cách thiên liêng với anh chị em, tôi gửi kèm với thư này. Và như thế, mọi người có thể dùng hai kinh này. Anh chị em thân mến, việc cùng nhau chiêm ngắm và suy niệm gương mặt của Chúa Kitô cùng với trái tim Đức Mẹ, Mẹ của chúng ta sẽ làm cho chúng ta hiệp nhất hơn như một gia đình thiêng liêng và sẽ giúp cho chúng ta vượt qua thử thách này. Tôi cầu nguyện cho anh chị em, đặc biệt cho những người đau khổ nhất và xin cho anh chị em cầu nguyện cho tôi. Tôi chân thành cảm ơn anh chị em và chúc lành cho anh chị em. Làm tại Roma, Đền Thánh Doan Laterano, ngày 25 tháng 4 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco. Chúng ta có thể đọc bản kinh cầu nguyện với Đức Mẹ trong cơn đại dịch do Đức Thánh Cha soạn tại trang web của giáo phận Phú Cường theo đường link dưới video này. <laughs> Tin Giáo hội Việt Nam Phỏng vấn Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam về đại dịch COVID-19 Nhân dịp lễ kính Thánh Sửa Marco bổn mạng Đức Tổng Giám Mục đại diện Tòa Thánh. Truyền thông Hội đồng Giám Mục Việt Nam đã liên hệ với Đức Tổng Giám Mục Marak Zalewski để chúc mừng và phỏng vấn Ngài về tình trạng đại dịch hiện nay. Trong bài trả lời phỏng vấn Đức Tổng Giám Mục đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, xem đại dịch COVID-19 như là thời điểm để lượng giá và dò xét chính chúng ta. Ngài nói, tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là thời điểm chúng ta cần phải lượng giá và dò xét chính bản thân để thấy chúng ta là môn đệ như thế nào của Chúa. Hãy xem mình có thực sự yêu mến đứng cứu độ, đứng phục sinh và Thiên Chúa hằng sống của chúng ta. Có trung thành, tuân giữ các giới răng của Chúa không? Chúng ta có thể chất vấn về tình yêu chân thật của chúng ta với Chúa. Có phải tình yêu của ta dành cho Chúa bị đóng khung vào thói quen sơ cứng khi tham dự thánh lễ Chúa Nhật không? Giữa cơn khủng hoảng toàn cầu, chúng ta có mất đức tin và thiếu trông cậy nơi Chúa không? Khi các nhà thờ đóng cửa, chúng ta có quên Chúa không? Trong bài trả lời phỏng vấn, Đức Tổng Giám Mục Marak Zalewski cũng kêu gọi các tín hữu Việt Nam hãy tuân thủ các quy định và khuyến cáo của chính quyền và giáo quyền Đừng quên người nghèo và hãy tham dự tích cực vào đời sống cầu nguyện của giáo hội. Mục điểm tin giáo hội Hoàn Vũ của trang thông tin Giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin lần sau.